Là chó, à nhầm, là cá, nhưng mang trong mình âm thanh của một loài chó. Tất cả mọi người đều gọi tôi là cá hổ. Mang trong mình cơ thể sần sùi, hai đôi mắt to, và đặc biệt có một hàm răng sắc như cái máy cưa, có thể biến những đồ vật đang còn nguyên vẹn trở nên hỏng hóc. Đấy các bạn ạ, mình vừa mới phá xong cái vòi nước. Thật ra là ở series trước thì chúng ta đã giải cứu thành công 3 loài cá, đấy là cá nóc, cá chuồn và cá vàng về với biển rồi. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ giải cứu cá này là cá gì nhỉ? Cá hổ với hàm răng rất to. Bây giờ thì mình đang ở trong một cái bình. Chúng ta cần phải thoát khỏi đây. Được rồi, xuống đây thôi. Ê nhá, túi gì đây nhỉ? Đi từ từ qua những cái góc này. Mình nghĩ chúng ta phải thoát ra ngôi nhà này trước rồi tính sau. Đây rồi. Bây giờ chúng ta cần phải phá hỏng cái vòi nước này để cho ngập tràn cả căn phòng này luôn các bạn. Bởi vì là mình chỉ có tuyệt chiêu là cắn thôi. Mình là cá hổ mà. Đây rồi, nước tràn vào nhà rồi. Đâu nữa nhỉ? Bây giờ chúng ta cần phải tìm chỗ nào nữa nhỉ? Mình nghĩ là trong phòng này vẫn còn chỗ để chúng ta có thể xả được nước ra. Đây rồi, đây rồi. Có một vệt chấm đỏ ở đây thì khả năng cao là ở trong này rồi các bạn ạ. Ây ạ, mở cửa ra xem nào. Được rồi, mở được rồi. Xem trong này có gì không? Đây, chính xác là ở đây rồi các bạn ạ. Mình sẽ cắn vớ cái bình nước này để cho nước dâng lên cao hơn. Đấy rồi, cắn đi nào. Hay lắm. Ok rồi các bạn. Khả năng là nước đang dâng cao lên rồi. Chúng ta cần phải làm gì đây? Ơ, vẫn chưa ngập đến cửa. Bây giờ vẫn chưa nhảy ra được cửa sổ các bạn ạ. Đây, tiếp tục, đây. Tìm mái thì mình thấy một vòi nước tiếp. Và bây giờ chúng ta sẽ nhảy lên cắn. Ê, trượt à? Nào, ok. Nó lành ngay. Được rồi, xem là nước sẽ dâng đến đâu nhá. Phá như này, ông chủ về mà thấy phòng ngập nước như này chết dở các bạn ạ. Tốt nhất là chúng ta cần phải hành động thật nhanh. Đây có một cái búa. Lẽ nào mình dùng cái búa này để phá cửa chăng? Hay là mình treo vào chìa khóa cửa nhỉ? Để cho nó bật ra nhỉ? Cắn lên luôn đi, cắn lên. Được rồi, bây giờ mình sẽ đi phá cửa sổ xem nào. Nào, lao. Ây da, sao nhỉ? Cửa này không dễ vỡ các bạn ạ. Đây rồi, cửa bên này xem sao nào. Ây da, ngon nha. Tuyệt vời rồi, mình rơi vào một cái bình. Các bạn ơi, thì luôn là đi trong cái bình này siêu khó luôn các bạn ạ. Đây, nó không phải hình tròn, nó cứ là hình thoi, hình gì ấy. Đấy các bạn ạ. Ôi, bà nào ngồi đấy nhỉ? Được rồi, mình đến được đây rồi. Mẹ cay thật đấy chứ. Nãy giờ đi cứ có con chim nó lao vào mình thôi các bạn ạ. Đấy, nghe tiếng gì không? Cay thế chứ. Ấy da, đấy, cứ bay gần đến nơi nó húc mình. Được rồi, may quá nhưng mà gần vớ bình các bạn ạ. Qua căng dây mong là không sao. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây? Ấy da, thấy dòng sông ở bên kia rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta cần phải nhảy xuống dòng sông này là ngon lành cành đào ngay. Đúng rồi, nhảy xuống dòng sông này, bơi theo dòng sông này và về biển. Về biển cùng với người em. Ây da, cái gì nhỉ? Ây kìa. Mẹ con chim này nhá, hai lần rồi nhá. Nó cay này lắm rồi đấy. Đang sắp xuống sông nó hút mình vào đây các bạn ạ. Thôi rồi, cắn phá nát cái bình nước này xem nào. À đâu, cái van xả nước nhá. Đấy, tiếp tục van thứ hai. Mình sẽ phá cho ngập cái phòng này luôn. Thì lúc đấy mình mới có khả năng mình rời được khỏi khu vực này. Ok các bạn ạ. Đây rồi, van thứ ba. Ok, trong này có một nhà vệ sinh. À, trong này nhà tắm các bạn ạ. Có một nhà, có một cái bồn cầu này, một phòng tắm này. Trong này có gì đây? Nãy giờ loay hoay mãi không tăng thêm một nước các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ lấy bịch giấy này mình nhét vào bồn cầu, sau đấy mình xả nước. Theo tính chất là nước nó sẽ đẩy ngược vào. Đấy, cá còn thông minh hơn cả người các bạn ạ. Nào, kéo cái dây này xuống cho nước ngập lên tiếp ạ. Ừ, ngon lành rồi. Kéo đi, kéo đi. Mẹ sủa là cái gì nhỉ? Ừ, ngon lành rồi. Bây giờ nước nó sẽ đẩy ra. Thế là nước nhà vệ sinh nhỉ? Mình đang bơi trong nước bồn cầu à? Rồi, không sao. Nói chung là về được biển là ok rồi các bạn ạ. Được rồi. À, con chim nhá. Bố mày cay từ đầu game đến giờ nhá. Cắn luôn. Ui, nó kéo mình đi các bạn ạ. Được rồi, bây giờ mình sẽ nhảy xuống đây và bơi ra biển.
Ok. Ơ kìa, không hiểu sao chưa gì đã tối rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta cần phải đi theo hướng bóng đèn đi. Mình nghĩ là thế. Đây rồi các bạn, mình vừa gặp một cái hang nhỏ. Đây, nhưng mà có những cái cành cây khô nó chắn rồi. Bây giờ mình phải kéo cành cây khô này ra. Từ từ thôi, ơ kìa. Kéo từ từ xem nào. Được rồi. Ok, thế phải hay hơn không? Rồi, mới xuống xem. À, tiếp tục nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi vòng theo đường ống nước này, xem là ra được đến đâu. Nhưng mà game này mình không lo về vấn đề là rắn rết nhá các bạn. Bởi vì mình cá hổ mà, mình răng mình khỏe lắm. Bây giờ gặp rắn, gặp rết là mình ăn luôn đấy chứ. Đùa. Loài hoài mái, cuối cùng mình cũng xuống được cái cống các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ nước khá là ít. Bây giờ mình đang phân vân không biết là tìm hướng nào để đi. Thì mình phát hiện ra là một cái tấm giấy như này, như là tấm xốp. Đây, mình sẽ bịt hai cái lỗ này vào. Khả năng cao là bịt hai lỗ này chúng ta sẽ về được biển đấy các bạn ạ. Đây rồi, mở van nước. Sau khi bịt xong thì mình thấy một cái van nước và mình đang cố gắng để mình mở cái van nước này ra. Ok, ngon, van thứ nhất nhá. Chúng ta phải cẩn thận thật cao khu vực này. Van thứ hai. Ấy ạ, ngon lành nhanh. Ok. Ơ kìa, chưa được hay sao nhỉ? Được rồi. Được nước tiếp theo. Đến van thứ ba thôi, chúng ta phải ngập đầy chỗ này. Được rồi, mình ra được khu vực này rồi. Bây giờ chúng ta cần phải vượt qua đường các bạn ạ. Được rồi, ơ kìa, vũng nước này. Đường này sao lắm ổ gà đấy nhỉ? Nhưng mà không sao, trời đang mưa lắm ổ gà thì mình có thể... Ui, mẹ, quả xe nguy hiểm thế nhỉ? Bật vào luôn đi. Được rồi, bây giờ còn nhảy đi đâu nữa nhỉ? Nhảy qua tiếp. Ừ, ơ kìa, may quá, đây có một cái hướng đi rồi. Ok các bạn ơi, bây giờ chúng ta đã sang được bên kia rồi. Ây da, ui, nhảy đi nhảy đi. May trời mưa đấy các bạn. Ok, tốt rồi. Bây giờ cần phải nhảy tiếp. Được rồi, đúng, cuối cùng nhảy lên. Ok. Sao nhở? Mày ạ, vấn đề gì ấy nhở? Thôi chết rồi, mình gây ra tai nạn rồi các bạn ạ. Không sao, không biết bây giờ chúng ta sẽ đi đâu. Sau khi mà gây tai nạn xong thì mình không biết vì sao mình vào được đây. Mà mình ở trong một cái hòn đá nó đông cứng rồi các bạn ạ. Nhưng mà vẫn di chuyển được, không sao, vẫn lo được. Thay vì di chuyển bằng bình hình tròn thì bây giờ mình sẽ di chuyển bằng cục đá hình vuông này. Đây đây đây, mình sẽ ra đây. Ui, cay phết các bạn ạ. Đang kiếm đường đi thì cứ gặp ông nào nó cứ theo mình thôi các bạn ạ. Hình như là bắt mình hay sao ấy. Mẹ, cứ trốn trong này trước. Đấy, đây, 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 đây. Bây giờ mình sẽ chờ ông này đi qua, mình sẽ đi nhá. Đây rồi, đi qua rồi, chúng ta sẽ đi nào. Ok, mình đến được đây rồi. Ơ kìa, vẫn có ông này là sao nhỉ? Ơ kìa, mẹ cay thế nhỉ? Sao, vào đây xem nào. Mẹ trốn trong này đấy. Sao, làm được gì? Làm được gì? Ok các bạn ơi, không làm được gì. Bây giờ ông kia chỉ cần đi phát là mình ra, mình trốn luôn. Được rồi, được rồi. Nhanh 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 nhanh. Hành động nhanh. Được rồi. Ok 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 ok. Ui, bình đấy, bình nóng hay sao đi qua chảy nước nhỉ. Rồi, cánh cửa đây rồi. Chúng ta sẽ đi vào cánh cửa này xem là có gì nhá. Mong là thoát khỏi cái ông kia. Mẹ, cứ đi theo mình thôi. Thì luôn các bạn ơi, bây giờ chúng ta đang ở một phòng thí nghiệm. Trong này hình như nó có bịch máu hay sao ấy nhỉ. Đây rồi. Ô, cá sao ở trong vũng nước đỏ như này nhỉ? Hơi ghê ấy nhỉ. Bây giờ mình sẽ cắn. Mình cắn khi nào mà ngập như này là được. Nói chung là ok. Nãy giờ mình chỉ loay hoay đi cắn những cái khu vực có nước thôi. Nhưng mà bây giờ cần khu vực nước lớn hơn thì mình cần phải vào cái nhà kho này để tìm cái vòi nước lớn hơn. Ấy, đây có một cái cửa hở trong này chăng? Vào xem sao nào. Ui, đây rồi các bạn ơi, tìm mái hóa ra là ở đây. Cắn luôn, cắn luôn. Ây dạ, được rồi. Phải cần có khu vực nước lớn như này thì mình mới có thể đi được các bạn ạ.
đây có một cái thang máy thì mình nghĩ là bây giờ chúng ta cần phải vào thang máy thôi. Mà cũng hay, cá biết đi thang máy là sao nhỉ? Ok, vào được rồi, ấn xuống đi. Ok, từ từ nào. Ok, húp từ từ thôi. Được rồi các bạn, may quá là vừa hoàn thành rồi. Bây giờ sẽ đi đâu? Ui, mẹ vừa mới xuống tầng sao? Này chết, hỏng bệnh viện hết rồi các bạn. Chúng ta cần phải đi nhanh thôi. Không sao, miễn là về được biển. Ui, ai da, đi đâu đây, sân bóng à? Ôi ôi, sao nhỉ? Xuống cống tiếp hay sao nhỉ? Mẹ vẫn về cống các bạn ạ. Cay đấy nhỉ? Kia, đầu kia hình như có bình xả nước kìa. Cắn luôn, khả năng trong này có hướng đi. Mình sẽ cắn chỗ này xem sao. Nào, ai da, đi đâu nhỉ? Mẹ toàn đi đâu ấy các bạn ạ. Thôi không sao, mong là sẽ vượt qua được khu vực này. Ây da, đấy rồi. Ui, về được biển rồi à? Ừ kìa, thế là về được biển rồi các bạn ạ. Đấy, ké luôn với anh em, tôi đấy. Ừ kìa, tôi đấy mà. Ây da, thế là về được biển rồi nha. Tối nay bốn anh em đi làm cốc bia chưa hả? Được rồi các bạn. Nói chung là với cái series giải cứu cá này thì mình đã hoàn thành được cả bốn loài cá rồi. Bây giờ thì cá vàng, cá nóc, cá hổ và cá gì nhỉ? Cá chuồn đều có thể có một cuộc sống tốt hơn rồi. Và mong là những con cá này sẽ không bị loài người bắt nữa, để mình cần phải giải cứu nó thì hơi mệt đấy chứ nhỉ. Đấy rồi. Ok. Nói chung là nếu mà các bạn thấy hay thì nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh, một lượt bình luận. Và nhớ là để lại một lượt like. Ok, sao đây? Tránh đi. Ok, toang rồi.